quay một cái chương trình. Thì chương trình bắt là phải đi vào một cái vườn bí đắc bí hái. Em đi leo qua cái vườn bí, em nhảy xuống, em leo vô mà không có ai trong đó hết. Em nói trời rồi, vô mánh rồi. Em kêu em cắt quá trời. Các em linh cảm chị. Linh cảm sao? Có người chứ. Mà linh cảm của em đúng thiệt. Em cắt vô tới chồng là thấy ông chủ ông ngồi. Lần đó là em đóng một bộ phim có cái cảnh là phải té xuống cái thác. Thì mới đầu là em có cảm giác hơi kỳ kỳ rồi. Thì anh nói không, anh phải thấy ba diễn viên leo qua và rớt xuống dưới đó. Thì lúc đó em rớt xuống rồi, nhưng vô tình em lại rớt vô đúng một cái lốc xoáy nhẹ. Mà lúc đó mình có kêu cứu thì mọi người cứ nghĩ là mình đang diễn. Tại thì lúc đó mà anh Hải cách cả đời thì ảnh không biết tại sao mà ảnh bơi từ bờ này bờ quyệt qua nắm cái đầu lên. Rồi lúc đó em mới thoát chết á. Em ấn tượng với bạn số 2 đứng tướng kỳ quá. Ảnh chạy là dùng gì vậy? Cái này chắc ảnh có nhiều bản tình nhắc dai quá. Sẽ dai, sẽ dai. Đâu rồi, em tia lại anh coi cái. Ví dụ em tia anh Vinh nè, em tia sao? Người ta không có nhìn vô thẳng vậy đâu. Đúng rồi. Ừ, người ta giả bộ, người ta lắc qua lắc lại, người ta liếc thấy rồi thôi. Kinh nghiệm em chịu tay nhiều phải không? Để chị mát mẹ em. Tình Đức. Thôi Tình Đức thì đứng xa tôi ra đi. Tại chồng tôi thích có người Tình Đức. Không cần. Mình cứ đứng gần cho bỏ cái. Chẳng đâu, tiếng Đức được chứ. Cái Đức kia thì không được. Mà dạ để ý nha, cái bàn tay của bạn này đẹp lắm á. Không chỉ có bàn tay, em thấy ảnh gì cũng đẹp á. Ủa chỗ nào thì làm chị nhớ. Nãy em lên em chị thấy em hơi kỳ kỳ nha. Thường á là mẹ em buồn là mẹ em hay đi thẩm mỹ. Có nhiều người phụ nữ như vậy. Đang buồn có nghĩa là mình đang xui. Mình phải thay đổi một cái gì đó. Và họ đi làm đẹp để họ nhận được cái đón nhận cái mới hơn cho mình. Nhưng mà chị thấy là cái đó là mình sau khi phẫu thuật á là mình rước cái đau về mà. Cái đau nhưng mà sau đó là cái đẹp. Cái đẹp là cái niềm vui.